chẳng bao giờ thủ trước, pháp không quên mất, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước, tánh luôn luôn xả, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng bao giờ thủ trước, trí nhất thiết, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng bao giờ thủ trước, quả dự lưu, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước, quả nhất lai, bất hoàn, a la hán, quả vị độc giác, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng bao giờ thủ trước tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, đại Bồ Tát ấy chẳng bao giờ thủ trước. Đây là dự lưu, là nhất lai, là bất hoàn, là a la hán, là độc giác, là Bồ Tát, là Như Lai, cũng chẳng thủ trước hữu tình như thế, vì thấy đầy đủ nên gọi là dự lưu, hữu tình như thế vì hạ kiết mỏng nên gọi là nhất lai, hữu tình như thế vì hạ kiết hết nên gọi là bất hoàn, hữu tình như thế vì thượng kiết hết nên gọi là a la hán, hữu tình như thế vì đắc đạo độc giác nên gọi là độc giác, hữu tình như thế vì đắc trí đạo tướng nên gọi là Bồ Tát, hữu tình như thế vì đắc trí nhất thiết tướng nên gọi là Như Lai. Vì sao? Vì pháp bị thủ trước và các hữu tình đều không có tự tánh có thể thủ trước, nên đại Bồ Tát ấy thành tựu tinh tấn, tâm dõng mãnh, tuy làm việc lợi ích cho các hữu tình, nhưng chẳng tiếc thân mạng mà đối với hữu tình hoàn toàn không sở đắc. Tuy có thể viên mãn sở tu là tinh tấn ba la mật đa, nhưng đối với tinh tấn ba la mật đa hoàn toàn không có sở đắc. Tuy có thể viên mãn tất cả Phật Pháp, nhưng đối với Phật Pháp hoàn toàn không có sở đắc. Tuy có thể nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nhưng đối với cõi Phật hoàn toàn không có sở đắc. Đại Bồ Tát ấy thành tựu tinh tấn thân tâm như vậy, tuy có thể xa lìa tất cả ác Pháp, cũng có thể nhiếp thọ tất cả thiện Pháp, nhưng không thủ trước.